xanh ngọn nước mà có mùa, về cả sông lá sâu người ta xin như trường bầu bánh tổ cao dày.
cành. Tuy không được trường sinh mà vĩnh kế, cũng mở đường thế mà mãi soi mà trăm năm có cuộc bề dâu. Thank you.
cả thế gian này cũng không. Dẫu bạc chảy tiền dòng mà cũng hết khác đi rồi, còn biết là chi đâu. Muốn rằng ta phải bắt đi cầu ngọt bảo nhau vun trồng này hóa nhật kỳ công ơn đức tấm lòng đành lễ mà kính dâng xin tái thể mấy cũng ca văn giải bày vẫy cũng ca văn nguyện xin chuyên tổ lâm hồ chi tổ hồ tiên luôn cúc từ đây à, tổ hồ tiên luôn cúc từ đây à. Phổ cập lục viện tướng tư tạo liêu điện trưởng tư quan địa phủ chư ngục đẳng thân dì nguyện uy quang bất xa phó ngã cẩn cầu tình giang đàn chẳng chứng minh công quốc phương hoa. Đều thành ra cái nàng nghiệp duyên cho nên xuất thủ vô đoan đến nay cân tốn được quan cấp mi nào mà. Ôi thương người này trai chủ quy đầu Phật pháp lập đàn chàng bao đáp cao xa cảm thương cha mẹ sinh ra chành lòng nhớ tổ tiên nhà mà đau mà. Công quốc dù cao sâu chín chữ đức tu lòng biết của nào ngôi kiều huyền thất tổ đời đời đoái thương lục đạo cùng người tử sinh hay ôi thương ơi hay đời trước trời tình ác nghiệp đến bây giờ chịu quả oan kiên không nhờ đèn lực Phật lực vô biên. Nam mô A Di Đà Phật.
chân làm sơ bao thành ra chuyện sạc sai dễ lái tới liền phóng đô sạc sai à ba cửa một con tô được tên tôi đây nhá toàn toàn hồn đang sinh độ cho thiên quyến bình an nè nghe ta ra và thành gà hiền nó tính nhưng mà đâu đây à đức phật mong lên đức phật mong lên thần thông diệu năng thủ trì kim tích trượng chân ta địa ngục môn hà cứu thoát đẳng hồn lên dược nhân dục liệu trì nhà tam thế tiết phật ứng quan làm rơi đây nga vâng la lạy à phật truyền phát thưa vâng lạy phật truyền sai a quang chúa giáo dù là phóng đô phong phật sai a phát thương cũng có đủ à ba cửa ngọc đồ lặng tay ba cửa ngọc đồ yêu nó đó đi như lạnh viên nước hồn về trước đàn điện trang thập điện diêm la nhà thập ba điện diêm la trình vua na thập điện diêm la về ba thiên vương la la thầy đồ ạ ơn la đức phật phật từ bi hồn là giáng sinh ở trong lòng mẹ khí lây ngà một bà kiện liên na thần thông rất là liên tay cầm kim tích dương chân phá địa ngục môn ra cứu vớt cả hồn lên nhờ nhân tộc và liệu đi à từ tây phương thập vạn ly đàn chi quanh các sải nai gian đại ca chi kinh minh như nhớ
nhân tướng ba vi trần về đời chung nhất niệm liệu niên siêu bách quách thiên khai vạn vật tổng giai không. Duy nhân ngũ nhân thông quan chiêu nhân từ hoàng kiếm công quê tam đông lộ căn trường nghiệp cầu linh hồn khí sang mạch mạch thông chi. Duy nhân ngũ nhân thông quan chiêu nhân từ hoàng kiếm công quê kim nhân khai quang hoàn điều thể bịch mau san san chiếu trần sai. Cầu gì nhật nhật trường quang thiên đạo nhân luân tỉnh đồng nhất tí phàm tinh khởi tỉnh đinh đứng giao trì nãi người thu tiết lương giỏi an tàng thiết vị bình hương cảm cách bút hạ hữu thần ảnh vĩnh cường quang kiến văn chi giác kim đòi hữu tử dụng báo thâm ân nguyên giảng linh hồn phân minh hiển những giáo hữu khai quang chân ngôn cẩn đương chi tùng hồn thành như lai điểm khai nhãn hồn hồn công minh tỳ hồn thành như lai điểm khai nghĩa hồn thông minh tỳ hồn thành như lai điểm khai tỳ hồn năng minh tiết hồn thành như lai điểm khai thiệt hồn thiệt năng cứu cứu hồn thành như lai điểm khai thân hồn năng minh sở hồn thành như lai điểm khai ý hồn ý năng minh ly hồn thành như lai điểm khai tịnh nhãn phóng hào quang hồn thành như lai điểm khai tịnh nhãn ý tịnh chiêm trường hồn thành như lai điểm khai tịnh tề chân hương hồn thành như lai điểm khai tịnh thiệt tuyệt vị tam thường hồn thành như lai điểm khai tịnh thể quân phương hồn thành như lai điểm khai tịnh ý tịnh kia sương hồn thành như lai điểm khai nhãn hồn hồn thông minh thị hồn thành như lai điểm khai nhĩ hồn nhị thông minh thị hồn thành như lai điểm khai thiệt hồn tuyệt năng kiêu kiêu hồn thành như lai điểm khai tịnh hồn nhị năng minh thiết hồn thành như lai điểm khai thân hồn thân năng minh sàng hồn thành như lai điểm khai ý hồn năng minh linh a nhất ma bát sinh đại thế bần đồng tử sinh loại mây loại phân giải chư vị phong linh nay diễn nghĩa một bài khâm than mặc số hồn tiên cung đà mà cho đến nay đại hạn lâm trung thảm thiết dây dỗ phần mình cũng đau đớn nỗi trong lòng buồn bã nay tuần thu thiên trung nguyên lệnh thiết lập đây vàng mà có vũ lâm sứ giả chứng minh các vật sục sinh tử như sinh giao cấp phó chư vị phong linh được biết là dương quyến con cháu nay lòng thành nhiều ít lập trai đàn ta thiết kính dâng thỉnh chư vị linh hồn nghe lấy trạng ăn nổi là nhận kim ngân mã vật cân áo quần đủ hàng bày đặt dề dép tiền vàng bạc nhà cửa thiếu gì các vật dụng vật nào cũng quý thỉnh chư vị linh hồn linh dĩ âm cùng cấm các loại ngoại quỷ vô danh không được có vọng hành chiếm đoạt mã này giao cho ngài vũ lâm lai quản thỉnh chư vị linh hồn sớ trạng quân ni trong trạng thời chẳng thiếu thứ chi hộ cho con cháu hiển binh đời đời sở hữu trạng hoa y dụng bằng tuyên đọc mà ao thấy quần hồ thương ơi ao thấy quần hồ trông lên chỉ thấy bà nà thờ ở đây áo này hồn này ai may dựng lên vòng qua đôi tay nè trông lên thấy áo càng thương à thấy áo càng thương đi trông lên đi thấy áo mà càng thương sao chẳng mặc để lại còn nghiêm phong làm cho thảm thiết trong lòng mà thảm thiết trong lòng làm cho thảm thiết trong lòng làm cho con dấu càng thương cả thầu này muốn đường thường liền liền xa tiên thu chất chế tứ canh tí niên thất huyệt thập kiểu nhận lương thời điệp cập thích ca như lai di giáo đệ tử thần thích thanh phương phụng hành điệp cập sự kim ngân các võ sư chân linh trinh nội ngoại nguyện ca đường thượng phẩm đường thượng nhất thiết liệt vị gia tiên dụng bằng phó lô siêu thank you.
bay chín ve các ngày ngồi hoa nở bình châm Phật rời giang quốc cổng lâm bao nhiêu ma quỷ tiềm xăm cõi ngoài. Ngày nay thêm tin chay tin chủ tâm trai phúc lành đưa đến trong ngoài tốc thanh hai bên hiếu bạn chứng tình những lời tha thiết tốc trình kinh dân đọc bằng bằng trời đất âm canh đi tháng bảy ngày 19 giờ tốt xa môn thập tích tử bằng dĩ đàn tràng dĩ biệt minh minh đăng chung dĩ giao ra pháp nhạc phu trần ai ai hương hoa nhi đấu thể đau nhị chẳng dĩ tập mà đại chúng ban nì hà lễ chủ trí thành nhất tâm cảm mi kích tiền nay kim mà chung khánh sơ hậu ca ngọc khánh minh thời ấn điểm tịnh chân ngô Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Mô A Di Đà Phật. Sang kia yên tiên na sinh pháp ba đàn đà trung viên nhị nhà ta na kỳ ma ta ca phàm ma bản na đang sa môn na thần tăng đã tự lai tự cần na an tháo á qua phụng ma hành pháp ma sở kỳ ma phát công văn hà la hạng thành nhà biểu nhất nam thượng ân phòng nga cụ a toàn na ngưỡng á viên thần na ngựa cần na cả tây á nghệ phật na cuốn liên hoa ly cung tâu hoa tiến điện liên khi ma tiến cung ma tâu hoa tiến địa là phổ phong đô cung tâu hoa tiến thủy phủ phù tăng cung tâu hoa tiến dương phủ đại a nhạc cung tâu tiến kỳ a tại vân na trình chi a trung mãn không nhiều ma vô đắc trở diện hữu hoa quay phật đạo hoa sáu a trung hiệu a hộ chân na ngôn vãng á phàm thăng a hoàn hàm a tuấn phật na chỉ phong hỏa phụng hành phật na minh thông a tiến a tu a trí quan phát giả hiệu a quan a tự công hoa hải nhà sứ giả danh triệu trung công hoa tạo trần thở thì thiên tập đẹp sứ giả là trần thờ thiên phủ tứ thiên sứ giả là trần thở địa là phù diệm mà sứ giả là trần thở thủy á phù không hành sứ giả là trần thờ đương cảnh thổ địa liên quan án là trần thờ tây thứ cảnh tính liên thất na nguyệt là thập kiểu hoa nhật là thân na thời điệp mà quan na pháp na đường đàn tháp pháp sự xa na môn thần thịnh thanh hướng phụng hành cầu dịnh thiên cung kinh tín lễ thường chủ tam bảo vô tình đại chúng dĩ khẩu đồng ấn chiêm ngưỡng đại thừa tùng thái hóa đã bảo hiền thái hương bảo mệnh thơ phương hiền thành vô nghiêm pháp chung vừa về về hoàng vương chúng thái to địa biểu được giờ nam mô quốc nhân công bồ tát ma đất nam mô hộ quốc nhân công bồ tát ma đất nam mô vàng vàng cấm sai ngũ còn ở dương gian vui thú hay để châu đất tổ thanh hoa nghe thầy triệu đỉnh thôi bay về biết là tâm ba phải về nghe lời à lên nhập thời về cùng à câu à tô ba ba bay à thầy à theo công chân á vân đông thầy văn thanh thổ thượng á phật tinh nha lưới á hồ à thế tay bạch à hồ à thay chân tây à vương nha ngộ sai cấm trường tây thổ kim tinh tinh chân dày ai đang xích ngộ tướng nam vương đi ngọ chấp ta tinh đem bỏ ngục trung bắc bắc hướng hướng áp bỏ uy hùng chớ ta san quỳnh san nung nung ngày đại trường quân dinh trinh vương hoàng hổ phủ lệnh điện phá tổ thành tinh vương ngũ tướng uy linh à biên cương quan đó dịch văn tộc qua đáo và biên tua thì biên tính phúc qua đâu nghe tiết tính phụ đồng dù sai tiết tính phụ đồng vì cô tuy chúng linh linh thông chưa rồi
bơi bắt bắn ăn tươi nổi đà ngoài thủy tuân lạnh hành cửa quý thôn ma kinh thiên nhân trục dịch ai qua vừa về có nghĩa đeo cha ra hình nhạc song tinh ngào quang lóng lánh luôn mình dài dài mạnh ai đang lưng lưng ông ông tai thắt dịu dàng dường xanh nghe lời Phật tổ phổ cùng hành đã đâu đã đắc đạo cùng nhau kia sớm biến lửa hương đừng có quốc công thần thông tóc răng đàn trung thì nơi quan phương ý tùy tông chớ lâu chỉ ngọn qua kiến sao nghe vậy bất bất lạnh hành chớ đấy làm càng phục phục thờ đắc đạo quy linh ngà đắc đạo quy linh phục thờ đắc đạo quy linh nghe thầy trung trung ý thần thần thông thông đạo đàm đáo đàn trung uy hùng dung mạnh mịch lệnh lần vũ chuyển ta tinh chấp chấp yêu tiêu thường tinh hạ địa vật vật tứ thương tỷ thủ động tình tu chấp chấp hạ quỷ yêu tiêu các loại tỉnh năm tương tông rằng bàn đàn chỉ uy tật tật tùy cơ phó cả thiên tôn lệnh hành quan tương tông đang chiêu du biến thể chân nhân mày tạ lễ thỉnh hội công đồng Phật thành lại đáo nghi để chúng đăng trà quả thực dâng lên lòng tin xin bài thỉnh Phật thật giáng lâm
dương là số vật tuần hoàn, kiên cố sẽ xem thánh hiền là đức tôn nghiêm bảo ta chưa có coi xem là thường. Đàn tràng này từ tư tưởng là trên có giỏi pháp sư thiên đang rủ ai tới chốn đàn tràng vừa trông qua quanh tòa vàng quy nga. Giữa vẻ dòng quay vương múa bao la chẳng thang tiếp phúc hà sai mà cung kinh ắt là phúc thêm. Nếu ngược lại tôi xem vì bằng bài ra yêu kinh màng tôn nhan vật đời đời lấy bài mang ăn ăn chẳng kịp rõ ràng không say. Bà đôi ngày chính minh cương lúc những lời tâu lên đặc bằng phần trời. Năm canh tí mùa thu tháng 7 ngày 19 giờ tốt tấu bảng xa muôn thần thấy tử dâng bằng. Nhà trời đất trong lương đa vô vần 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 kim tổ xếp la đỏ vào cánh cửa mây che vừa mỏ giấc mau cứu độ dân ta trông lên Phật màu trên tỏa độ nhân vô lượng gần xa nương nhờ. Có bảng hai bên các ngôi ngồi tự tòa xem xét xem bốn quái cùng lên ba đường.
chân mà luôn bà đâu xin rồi mà
giải thoát bình toàn. Đạo tràng vẫn lại tập Phật từ bi ta chứng minh.
ông an mani ông tu ấn chấp chỉ diệu liên hoa an mani ông trung đăng chi tâm an ma hồng sung tan lễ hồng 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 mani hồng nguyên ngã phật bồ đề tát chúng chúng mình hồng 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 bác sĩ tổ hồng 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 lực là từ đại thánh chân chú lực lượng lượng đẳng hạ xa bất bất tử nghĩ nghĩ nga nhân nga em bác hồ chỉ là năng mạng thập trùng ba la Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật Tổ Đạt Ma Đa Phật Tổ Đạt Ma Yeah.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tín chủ thành tâm thỉnh chư hiền thánh giáng lâm bản na chàng à nhớ nhớ phép mô mười phương chư Phật đồng chân ngôn bí mật mật bồi linh cô hồn mười loài chúng sinh về đây thụ hưởng công tay công y giáng lâm ăn uống ít biến nhiều nhờ lượng phép màu cơ hồn già trẻ cùng nhau hãy nghe sự tích nhiệm màu mà trước trước sau tiếc là tiếc cha trôi giò đầu mà có lập lập đàn chàng ba thí về đâu từ ngày thay thay rồi đầu quan âm cứu khổ phép phép màu hiền đi ngã dài tiêu diệt thủy chính là Bồ Tát hóa thân ra cứu vớt chúng sinh khuyên mau niệm Phật tụng kinh nhờ câu thần thần chú uy linh nghiệm ma mau à sau đây cô hồn ghi nhớ từng giây phút ni hà này ơi các cô hồn ơi những ngày vua chúa xưa nay phân chia địa lôi tháng ngày giữ nhau văn mà võ các bậc anh hào vì dân vì nước cùng nhau giữ gìn cây vàng lá ngọc bao phen ngựa xe rong ruổi chặt chân tiền hy sinh ai thay sống chết cho mình số chung hạng tận ô minh minh rước mời cô hồn hỏi cô hồn ơi à về đây thụ hưởng của người mà tích nha tay không lại còn chết nói ngoài đồng đồng tha ma bi quan cướp giật không tha giết người cướp của cùng là tranh nhau thương thay ác nghiệp cứ cầu một khi na đến tránh đâu tội trời cô hồn hỡi cô hồn ơi thụ cam lộ vị cuộc đời mà ông nga dùng nga hỡi ta cô hồn ơi ngài đôi giết lạnh lâu mùa đông tham gia hãy cùng gồm đê tên rơi làng bạc từ đây đây trời mưa tiết đi về bò
chồng khoe rằng tin thân rút xem cầm 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 tự tự thân đến nơi cô ơi cô ơi tụ làm đồ bị đời đời gần ấp mi nọ thiên lôi dịch lệ cứ đổ nát tan tường xeo nhà đổ ngập tràn trôi sông thất cổ chết oan ở đường ai người thân thích xót thương đến bà thu nhặt mắm xương đã rời cô hồn hỡi cô hồn ơi thu cam lộ vị của người mà kinh nhã dâng nga những ai đôi rất lạnh lùng đông đông tham gia hai hùng gồm ghê tên rơi làng bà cứ bé đầy trời mưa tuyết đi về bỏ căn ngăn nao trong chân và vòng che chẳng kín thân thân giúp em hưng à ba giờ con lê tu hồ vì à gần anh tà lê lê chú tôn 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 tư bãi bãi Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Thác Đại Chứng Minh. Kính thưa gia đình nhà thính chủ cũng như là các quý vị, thời bây giờ là đàn trần tế cô hồn diễn trần lục cúng cũng như là bố thí chúng sinh đã được chu biên hoàn mãn, gia đình chúng ta lễ tạ, sau đó là mang quần